Bây giờ xin anh Quỳnh Anh Chí cho biết cái tình hình ở đó sao rồi? Dạ, hiện nay tình hình bây giờ nó đang đánh đập anh em có mấy người xỉu rồi. Ai em, đánh ai, giờ, ai đánh bằng cái gì mà giờ hiện nay giam ở đâu? Bằng cây ba phân vuông nó đập trên đầu đập xuống. Thầy Liêm nay ngắt xỉu và một số đồng đạo bị xỉu. Hiện nay đang áp giải anh em lên đưa trên huyện, nó đánh đập tôi dã man, nó bắt khoảng 20 mấy người trong đó có anh Kiệt, anh Thịnh đồng chú có thấy là hai anh em tôi và một số đồng đạo và chị Hằng, chị Bùi, chị Minh Hằng và chị em Quỳnh và một số đồng đạo của tín đồ Hòa Hảo đang quýnh, có nhiều người đã bắt xỉu. Họ đánh như vậy thì cái chỗ đó để đem lên chỗ nào, cái cơ quan nào mà họ đánh gì anh Chí ạ? Là công ngay chỗ với cầu công an huyện Lấp Vò. Công an huyện Lấp Vò. Họ huy động khoảng trên 3.000 người cái gậy. Họ xông ra giật đồ của tôi, giật đồ cướp tài sản của tôi hết. Vâng. Điện thoại đánh đập cho tôi bằng cây ba chắc. Hiện nay có mấy người đã xỉu. Vâng. Thì bây giờ hiện nay thì nghe nói là mấy người nữ bị đánh đập nhiều trong đó, chị Hằng với anh Chí kể cho. Một số đồng đạo nữ và họ cướp xe hết rồi, họ cướp điện thoại, cướp đồ hết rồi. Bây giờ cái những người mà bị chặn cướp đồ, bị bắt, bị đánh đập thì tổng cộng xin anh Chí cho biết là chừng khoảng bao nhiêu người bên mình đấy? Tổng cộng 22 người, có lố số anh em ở Sài Gòn xuống rồi, số đồng đạo tín đồ Hòa Hảo. Thì bây giờ anh... họ lấy ba chắc, huy động trên 3.000 người, gồm có thường cục có, công an có, công an tỉnh có và công an xã có, và họ đánh đập giả mạo cách giả vang, đứng thẳng tay, trong đó chính đồ Bảo đã có mấy người ngất xỉu và chị Bùi Thương Hằng đã bị đánh còng rất là, và anh em tôi, anh Thịnh dòng chú Phú Thế và anh Kiệt cũng bị đánh và họ quýnh rất là giả man. Và hiện nay họ đang áp giải tôi, đến tôi lên trên huyện. Vâng, thì bây giờ xin các anh em, bây giờ cái số điện thoại bây giờ của ai với của ai còn? Bây giờ chúng tôi không liên lạc được, chúng tôi đang giấu cái điện thoại này. Rồi, ok. Họ thấy được điện lạc là họ thấy điện thoại họ sẽ dừng. Rồi. Họ không có nói chuyện tiếp được nữa. Rồi, chúng tôi sẽ liên hệ với các tổ chức người nhé. Tình hình sao rồi chứ? Hiện nay chú Năm yếu. Nó đánh trúng ở đâu vậy? Đánh trúng ngay bà Sườn. Hai nữ Như Bủ với lại Như Ngạn giờ đi bệnh viện chưa biết về, sốc chết làm sao. Út Bủ giờ ối nhiều lắm. Giờ Như Bủ. Hiện nay chú Năm Liêm đang võ với ông Thanh Liêm đang bị quýnh trên đầu. Hiện nay là trón gión lắm. Hiện nay mấy cô nữ là đang nằm viện mà chưa biết tình hình sống chết làm sao. Bây giờ mấy cô nữ đang ở đâu? Đang ở bệnh viện mà chưa biết sống chết làm sao. Nó đang đưa bệnh viện hả? Nó tập trung khoảng 3.000 người, nó dùng cây ba chắc gậy ba phân vuông đập từ trên đầu đập xuống, đập ba sườn đập, nó không nói tiếng nào mà chặn lại nó đập. Nó đập từ lúc đầu luôn hả? Nó chặn lại nó đập liền. Nó đánh rồi, rồi nó đánh dài lên tới giờ hiện nay. Được rồi, hiện nay anh em đang ở công an huyện Lấp Vò. Rồi, có gì những tin tức thêm. Bây giờ Như Bủ là cũng bị thương, bị trọng thương rồi, chú Năm Liêm ra mình bị quýnh ba sườn, để ba sườn đến họ đây chết người ta không. Hiện nay giờ sức khỏe yếu lắm rồi, tình hình anh em giờ sức khỏe yếu lắm. Alo, nghe đây. Alo, nghe rồi, sức khỏe anh em hiện nay được rồi, anh đang làm biết nè, hiện nay sức khỏe anh em rất là yếu, mà sức khỏe anh em rất yếu, mấy cô nữ cũng chưa biết ra diễn hay không, chứ sống chết làm sao. Nói tình hình sức khỏe cái gì tôi báo tiếp. Hiện nay mấy người đang ở công an huyện Lấp Vò cũng đang nằm la liệt, sức khỏe yếu, còn ba cô nữ chưa biết sống chết làm sao, họ quýnh rất là dã man, chặn xe chưa nói gì là họ quýnh liền. Rồi. Mới đầu khoảng 1.000 người, sao họ huy động khoảng 3.000 người. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh bóng. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình,
hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khỏi Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Chí Minh chết sinh ra khỏi Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh bắc. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khỏi Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khỏi Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khỏi Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh bắc. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khỏi Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khỏi Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khỏi Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh bắc. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khỏi Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khỏi Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khỏi Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh.